Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam nhằm góp phần chấn hưng văn hóa đọc, đa dạng các hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng và đáp ứng các yêu cầu của việc chuyển đổi số phục vụ nhân dân. Hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và Khát vọng Cống hiến do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Công an xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị độc giả, một tác phẩm, một cuốn sách đã truyền cảm hứng, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng cống hiến đối với thế hệ trẻ nói chung, đặc biệt đối với thế hệ trẻ trong lực lượng công an nói riêng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành những tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an nhân dân Việt Nam, người luôn quan tâm chăm lo xây dựng, giáo dục rèn luyện lực lượng công an nhân dân từng bước xây dựng và phát triển, người đã để lại cho lực lượng công an nhân dân nhiều di thư thể hiện tư tưởng quý báu sâu sắc về công tác xây dựng tư tưởng chính trị, tổ chức, đạo đức, tiêu biểu trong đó là tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh. Đây là di sản thiêng liêng vô cùng quý giá, là kim chỉ nam trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân, là mục tiêu phấn đấu, phương châm hành động của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân qua các thời kỳ, là nguồn cổ vũ động viên to lớn giúp đỡ cho lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhằm tiếp tục lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục và phát huy những giá trị tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Người công an cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là công trình nghiên cứu khoa học của đồng chí Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng và kết cấu nội dung cơ bản của tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh trong bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12. Trong thư, Bác Hồ nhắc nhở cán bộ chiến sĩ công an phải rèn luyện 6 điều tư cách người công an cách mệnh. Từ đó, Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định những giá trị và sức sống bền vững của tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh đối với quá trình xây dựng trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, đồng thời phân tích những bài học rút ra từ việc nghiên cứu tác phẩm. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân để học tập và thực hành tốt tư cách người công an cách mệnh, đồng thời góp phần thiết thực triển khai chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho rằng đọc tác phẩm đã thể hiện Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm thể hiện quá trình nghiên cứu công phu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Bác về công an nhân dân. Đây là một công trình khoa học là minh chứng cụ thể cho việc nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của người. Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cũng khẳng định nội dung cuốn sách đã khẳng định những phương pháp luật khoa học của tác giả. Điểm mới của tác giả thể hiện trong cuốn sách là việc tiếp cận 6 điều dạy công an nhân dân không chỉ là 6 luận điểm, 6 mệnh đề khoa học, mà còn coi 6 điều dạy của Bác như một tác phẩm trọn vẹn, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ như 6 câu thơ của Bác. Cùng với đó, tác giả đã nhấn mạnh đến tư tưởng gắn liền với đạo đức của người công an cách mệnh, đặc biệt trong tình hình mới. Đồng thời, tác giả cũng đã nhấn mạnh đến những luận điểm của Bác Hồ trong công tác dân vận để từ đó nói về văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ công an trong việc tiếp xử lý công việc liên quan đến nhân dân. Thấy được sự tâm huyết của tác giả đối với quá trình nghiên cứu con người, tư tưởng của Bác và đối với lực lượng công an nhân dân trong việc định hình nên ý thức học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, một vĩ nhân của thời đại, người đã dâng hiến cả cuộc đời, hy sinh không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và nhân dân thế giới. Người là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản cao đẹp. Người đã sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện lực lượng công an nhân dân từng bước phát triển trở thành lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng và nhân dân. Người đã để lại cho lực lượng công an tài sản vô giá về công tác xây dựng lực lượng, cốt lõi trong đó là xây dựng tư cách người công an cách mệnh. Những lời di huấn của Người mang tầm vóc chiến lược, kết tinh trí tuệ, tâm huyết, tình cảm bao la của Người trong tác phẩm đã trở thành những giá trị thiêng liêng, đọc lại trong tâm hồn các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an, mãi trường tồn bất diệt với thời gian. Những chỉ dẫn thiết thực, giản dị mà sâu sắc của Người trong tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh đã trở thành nền tảng tư tưởng, định hướng, là nội dung trọng tâm của công tác chính trị tư tưởng trong mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân. Cuối cùng, Công an xã Vĩnh Hùng xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái đối với tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và bạn đồng trong cả nước.